thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tàu cảnh sát biển 3411 của cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến áp sát tàu cảnh sát biển 3403 của cảnh sát biển Việt Nam, trong khi tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào vị trí nơi mà Trung Quốc đang đặt giàn khoan trái phép. 7 giờ sáng, tàu cảnh sát biển 8003 của Việt Nam cơ động tiếp cận khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Gần như ngay lập tức, tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 3411 đã tăng tốc bám theo, ép sát rồi cắt ngang mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam. Tàu cảnh sát biển 8003 giảm tốc độ, kiên quyết giữ nguyên hướng tiếp cận mục tiêu. Tàu 3411 của Trung Quốc vòng lại sau lái. Phía sau tàu cảnh sát biển 2016 của Việt Nam bị hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc ép chặt, tách khỏi đội hình biên đội. Tàu 3411 Trung Quốc sau khi vòng ra sau lái kết hợp với tàu 46102 tăng tốc ép đe dọa áp sát hai mạn tàu cảnh sát biển 8003 của Việt Nam. Xung quanh còn có thêm 3 tàu Trung Quốc khác, tổng cộng là 5 tàu. Lúc gần nhất, tàu 3411 của Trung Quốc chỉ cách tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 100m. 8 giờ 50 phút phát hiện máy bay cánh bằng số hiệu 8321 của Trung Quốc lượn vòng trên tàu cảnh sát biển 8003 ở độ cao từ 350m đến 500m. Đã 4 lần cái tàu 3411 này là tiến hành là cản trở ta. Đấy, cản mạn phải, cản mạn trái. Nhưng mà với tinh thần và chỉ đạo khôn khéo của chỉ huy tàu là chúng ta luồn lách, hòng tránh là chính, không để xảy ra cái va chạm.